Chào mừng mọi người đến với channel của Bảo Ren. Thì giống như tôi đề ngày hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi. Như các bạn đã từng biết, các bạn chơi trên mobile, các bạn chơi trên điện thoại nhiều á, thì các bạn biết rằng trò chơi chém trái cây rất là hấp dẫn. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ rủ Dũng Huy chơi cùng với mình nha các bạn ơi. Tí xíu đi, của em từ sáng đến giờ ngồi trong đó rồi không đi toilet được, anh ra tới cồn rồi này. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng của video này. Đó chính là mình cùng với Dũng Huy sẽ mang đống bong bóng này đi xuống và thổi bong bóng các bạn ơi. Thì bong bóng này mình sẽ ví dụ như là những trái cây các bạn ơi. Kiểu như là màu xanh là trái lê, là ví dụ là màu đỏ là trái dưa hấu ví dụ các bạn. Thì đó, chém trái dưa hấu. Đó, cho nên là bây giờ mình cùng với Dũng Huy sẽ đi xuống bơm nước đầy những trái bóng này. Rồi mình cùng với Dũng Huy sẽ so tài xem ai sẽ là ninja chém trái cây đỉnh cao. Hello các bạn, bây giờ mình cùng với Dũng Huy đã đi xuống phía dưới các bạn ơi. Đó, mình đã chuẩn bị rất là nhiều bong bóng ở đây rồi, với lại Dũng Huy đang chuẩn bị thổi thêm bong bóng nữa các bạn thấy không? Đó, anh Hiệp Ruby sẽ đi theo giúp mình quay cho các bạn ơi. Thì bây giờ hả, chúng mình là chuẩn bị đi vô xem chém trái cây nha các bạn. Thì bây giờ mình đã ví dụ đây là trái màu đỏ thì nó sẽ là trái lựu nha các bạn ơi. Còn trái màu vàng nó sẽ là trái cam đi. Đó, trái cam đây là các bạn, trái hồng. Còn trái xanh này là nó sẽ là trái dưa gan, dưa lê gì đó các bạn ơi. Đấy, hay là rất là nhiều trái luôn các bạn. Có trái nho nữa nè, đó, có trái nho nào mà nó to bằng trái cam của các bạn. Đó, còn Dũng Huy đang thổi một cái trái đó. Mình thấy cái trái này nó màu xám xám, mình không biết nó trái gì. Giờ mình đang xem Dũng Huy thổi nè. Hơi to nữa Dũng Huy ơi. To đấy. Thôi được rồi, to lắm rồi đó Dũng ơi. Tại vì tâm đi cũng sao đó. Có sao mà. Ok các bạn, và bây giờ mình sẽ sử dụng cây kiếm màu đen và Dũng Huy sẽ sử dụng cây đao màu trắng. Đó, kiếm với đao trẻ hợp lý nào. Vô lý. Thì ở đây mình sẽ có 2 nè các bạn, 4 nè, 6, 8. Cho nó rồi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 trái à. Rồi, bây giờ coi như là mình với Dũng Huy mỗi người sẽ là 8 trái các bạn ơi. Thì ai sẽ là người chém trúng được 8 trái nhiều nhất thì là coi như là người đó sẽ thắng nha các bạn. Bắt đầu mình tính làm nhiều hơn nữa các bạn thấy không? Đấy, còn dư rất là nhiều bong bóng luôn. Đó. Ok, và bây giờ mình cùng với Dũng Huy sẽ chơi luôn nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ là người chơi trước các bạn ơi, mỗi người chỉ có 8 trái thôi. Bây giờ mình sẽ đứng đây để ném bóng vô người ông Bảo. Em đứng bên đây nè. Đây họ rồi, ok. Chém trộn nha, coi chừng vô mặt rồi. Ôi trời. Cái tép kiểu luôn. Chém nhỏ quá các bạn ơi, chém cái tép kiểu luôn rồi. Mất 40.000 luôn rồi các bạn ơi. Ok, vậy mình sẽ sử dụng cái kiếm của Dũng Huy các bạn ơi. Ném ra nha, nhìn kỹ nha. Kéo mày lại để giống bạn. Rồi. Tiếp. Trời. Oh shit. Ổng dày quá, dày như mặt màu đen đó. Trời ơi, không bẻ luôn mới hay chứ. Rồi bỏ vô lại. Rồi. Ồ, vậy thứ tư nè. Trời ơi. Cái này nó dài, đỡ nó không bẻ. Hay là do nó không căng ta. Tại cái đeo mà. Không bể đâu các bạn ơi. Vậy trời. Đầu xanh phèo rồi các bạn ơi. Tại sao các bạn ơi? Mình mới chơi có xíu thôi mà hở nó tổn thất tùm lum luôn nè, nó bể luôn nè các bạn ơi. Đó, cho nên là bây giờ mình sẽ đổi theo kế hoạch B, đó chính là mình sẽ chơi bằng đấm bằng tay nha các bạn ơi. Nhưng mà hở cái tay của mình nó sẽ cầm theo cái này nè. Rồi, trái màu xanh, trái dưa gan. Rồi, lém nha. 1 2 3. Rồi, giữ chân vàng. Rồi, chân vàng. Trái thứ 5. Oh yeah. Wow. 1, 2, 3. Rồi không bể. Oh shit. Cái này nó dài như trái dài chó vậy. Rồi đến trái màu kem. Rồi 1, 2, 3. Trái này sẽ là trái nho. 2 3 Wow. Thành được 6 trái. 2 trái không vậy. Ủa đang quay em hả? Em đang quay anh Hiệp nè. What the fuck? Ok các bạn, và vừa rồi là phần thi của mình đã xong các bạn ơi. Thì còn ở đây còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trái. Ủa sao lại 9 trái? Vậy em có 2 trái. Mà cái
Rồi ok các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đến lượt fan của Dũng Hy. Thì Dũng Hy đã có vũ khí của mình chưa? Đây. Đây chính là vũ khí của Dũng Hy. Tuy nhỏ nhưng mà có vỏ. Cái này dùng để chích đít những thằng dám nói láo. Bây giờ đến phiên mình. Mình sẽ là người trả thù Dũng Hy. Mình sẽ cho thẳng vào mặt Dũng Hy luôn các bạn. Ok. Đợt đầu tiên đó chính là chiếc cam của Dũng Hy. One là Tú là Trí vô. Sao tự nhiên đã dầm giữa đêm vậy? Em chúng ta sẽ để với trái hồng các bạn ơi. Nghe nói là Dũng Hy rất là thích hồng, thường mộng mơ. Ok, dùng chân luôn đúng không? Đừng có sút vào mặt anh nha. 2, 3, woo. Chú ý. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trái dưa gan màu xanh dương. Dũng Hy có những cú đá rất là xoáy vào lòng người các bạn nè. 2, 3, woo. Ủa, bẻ hả? Là coi như là đến trái thứ tư đúng không? 2, 3. Hụt ra, cái này hụt ra. Bẻ cái gì còn nguyên đâu mà bẻ cái gì. Cái này nó xuống đất cho nên nó hơi bẻ. Trời ơi, bẻ quá. Rồi, đến trái thứ năm rồi các bạn ơi. Rồi, lần này đau đầu rồi, lần này đau. One man, two man. Three. Tôi ăn cái trái nồi này đó. Quay, quay cái lưng lại. Vết để cái trái này. Khác rồi các bạn ạ. Đó chính là tử hình. Hư. Đâu mà thấy nào không phải, không phải. Ok, để trái khác các bạn ạ. Trái đó hư cẩu quá. Rồi chúng ta sẽ tiến đến trái đỏ đó các bạn ơi. Trái đỏ người ta kêu là màu đỏ chứng tỏ là thằng Dũng cu nhỏ rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với trái dưa hấu. Dưa hấu chú and tree. Cái gì biến dạng luôn, biến dạng luôn. Thằng thứ gì vậy? Nó làm cái gì vậy? Kè 1, 2, 3. Ô, dán vô màn hình rồi. Và coi như là bây giờ còn 3 trái cuối cùng sẽ để Dũng Hy quất lừa các bạn ơi. Dai nhờ. Hôm nay không dùng đầu bẻ là đi bằng đầu nào. One and two and three. Ủa sao tự nhiên thấy máu rồi Dũng ơi. Ừ thấy máu rồi. Ôi, ơi thấy máu rồi Dũng ơi. Bây giờ còn trái cuối cùng. 2, 3. Ui. Dai dữ rồi, Dũng Hy đã mạnh lên nữa. 2, 3, hết cỡ. Dũng Hy mới nó đẩy được cái tay của mình đây. 2, 3. Ui. Ui. Nó không vẽ tiền. Ôi trái này hư cấu rồi các bạn ơi. Không vẽ là không vẽ luôn. Đây chàng cho chân bạn vẽ đây. Không phải. Hư cẩu. Hư cẩu ơi chị. Gãy rồi. Đúng là hư cẩu. Các bạn có thấy hả mấy trái bong bóng hư cẩu không? Thì sau bao nhiêu tranh chiến thì coi như là Dũng Hy đã mình đã bị gãy cây kiếm rồi các bạn ơi. Còn Dũng Hy là bị méo cây kiếm luôn. Và còn dư một trái này nó không bể rồi các bạn ơi. Đó. Và còn lấy tay của ông Bảo phải đi bỏ bột các bạn. Rồi chút nữa tay mình đi bỏ bột rồi. Quỷ Dũng Hy này nó đá cái ú kia, nó đá mình gãy tay luôn các bạn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua video này. Nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký cho mình. Thì mình có để mình có Facebook và fanpage là Bảo Ren. Các bạn có thể ghi, các bạn có thể vẽ hình ảnh của mình hoặc là những cái fan nào đó, các bạn có thể gửi lên trên cái fanpage của mình thì mình sẽ để link fanpage ở dưới comment nè. Rồi nếu mà bạn nào mà có fan art gửi cho mình thì mình sẽ để lên trên đầu mỗi video nha các bạn ơi. Cho nên là mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình rất là nhiều và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Rồi. Không bể luôn. Nó chết tròn rồi. Đậu xanh Vũ Hy, đậu xanh Vũ Hy.